Xin chào các em, bây giờ chúng mình cùng học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gấu. Con gấu. Con gấu kêu thế nào? Con gấu có bộ lông màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con gấu đang làm gì? Con gấu đang làm gì? Nó đang bắt cá dưới suối. Đây là con gì? Đây là con gì? Con gấu. Con gấu. Con gấu kêu thế nào? Con gấu có bộ lông màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Con gấu đang làm gì? Con gấu đang làm gì? Nó đang bắt cá dưới suối. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Xin mời các bé nhấn subscribe để đăng ký kênh và xem nhiều video hơn nhé.